Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nghe Nhìn Việt Nam. Ở góc làm việc của bạn có những gì làm bạn cảm thấy hài lòng? Đối với mình thì mình một vài ngày qua đã trải nghiệm những cái thiết bị ở đây. Chúng ta có một chiếc laptop, chúng ta có một chiếc màn hình dành riêng cho thiết kế. Nhưng mà chúng ta sẽ rất ít để ý thấy đó chính là bàn và ghế, cũng là một trong những cái mà chúng ta nên quan tâm khi các bạn làm việc lâu dài tại nhà hoặc là ở công ty. Thì gần đây anh em có chia sẻ rất nhiều về cái việc đó chính là bàn ghế công tái học như thế nào. Thì hôm nay mình cũng đã mượn về đây một bộ sản phẩm, đó chính là bàn ghế thì đều của thương hiệu Epic One. Và chúng ta hôm nay sẽ cùng nhau chia sẻ một chút đi về những cái trải nghiệm khi mà mình sử dụng mẫu bàn ghế công tái học như thế này. Và bắt đầu video thôi. Video này thì mình sẽ không muốn nói quá nhiều về giải thích là công thái học là gì, mà các bạn chỉ cần hiểu đơn giản đó chính là công thái học thì nó sẽ giúp cho chúng ta những cái vật dụng chúng ta nó sẽ phù hợp nhất dành cho mỗi người. Có nghĩa là cái cấu tạo của con người nó khác nhau ấy, nên là bàn ghế thì nó phải đi theo phù hợp với từng người. Như vậy là chúng ta đã đạt được cái khả năng công thái học rồi. Đầu tiên mình sẽ nói về chiếc ghế là trước nhá. Với chiếc ghế công thái học thì ngay từ những lần đầu tiên mình ngồi vào, ui, cảm giác nó phê. Giá như là mình biết cái ghế công đại học này sớm hơn thì có lẽ là mình cũng phải cắn răng đi mua một chiếc rồi đấy. Với cái chiếc ghế này á, thì ở nhà hiện tại mình đang ngồi một chiếc ghế gaming. Có nghĩa là mình và cũng như là những người trẻ thì đều muốn sở hữu một chiếc ghế gaming. Nhưng mà từ khi mà ngồi ghế công đại học thì mình lại muốn chuyển sang ghế công đại học nhiều hơn. Bởi vì ghế gaming nó sẽ có một điểm tốt duy nhất, đó chính là nó sẽ có một thiết kế hầm hố, nó sẽ phù hợp với những cái góc nó gaming, nó màu mè, nó RGB hơn. Còn đối với những chiếc ghế công thái học như này á, thì nó thường thiên về sự tối giản hơn. Vì vậy các bạn có thể nhìn thấy những cái chất liệu, những cái màu ở trên chiếc ghế Epic One Ego Chair này á, nó đều chọn những cái tông màu rất là tối giản, tông màu pastel một chút ấy, nhưng mà màu hơi xám xám ghi ghi này. Và đôi lúc thì nhìn ở góc độ nào đấy nó sẽ là màu xanh đó. Có những cái tay cầm ở đây đó, đều là màu xám hết tất cả. Vì vậy là mình nghĩ rằng cái mẫu ghế này nó phù hợp rất nhiều với tất cả những không gian mà kiểu nó sáng màu một chút thì đều rất là phù hợp. Bộ điểm yếu rất lớn khi mà mình sử dụng ghế gaming đó chính là hầu hết cái chất liệu đó nó làm bằng da hoặc da lộn. Vì vậy ngồi nó cực kỳ nóng luôn. Các bạn ngồi ghế gaming nó cực kỳ nóng cái phần mông này á. Và đặc biệt là mùa hè nữa thì thôi, ngồi phải bật điều hòa là cái chắc. Chứ còn mẫu ghế này á, nó làm từ dạng lưới như này. Vì vậy là tất cả các thứ nó đều thông khí, đều thoáng khí và không hề có một cảm giác nó bị bí ở cái phần mông ở phía dưới này. Đó, một điểm cực kỳ tuyệt vời. Ngoài ra thì với những chiếc ghế gaming nó thường thiết kế theo cái dạng đó chính là ghế ngồi của một chiếc siêu xe thể thao. Vì vậy nó sẽ hơi ôm, hơi quá ôm. Nếu bạn là một người có cái cơ thể nó bình thường ấy, nghĩa là nó dáng nó chuẩn ấy, bạn dáng chuẩn ấy, thì bạn ngồi lên ghế gaming nó rất là ok. Nhưng mà với những thằng béo như mình ấy, cân nặng nó hơi bị cao một chút ấy, thì ngồi ghế gaming nhá, hai cái phần đùi này nó bị ép lại đó, ngồi rất khó chịu và đôi lúc mình ngồi lâu nó còn bị tê hết cả chân cơ đấy. Và hai cái này nó ôm vào người nó cũng khá là sát nữa, nên là nó sẽ không phù hợp với tất cả mọi người. Nếu bạn quá gầy hoặc là quá béo thì ngồi lên ghế gaming nó sẽ không có cảm giác nó tốt nhất. Còn mẫu ghế này á, ai nó cũng tiếp nhận được hết đó. Và mình ngồi cái này cực kỳ thoải mái, duỗi chân các thứ thoải mái cực kỳ. Nhưng mà có một điểm mà so sánh với cái mẫu ghế gaming mà mình đang ngồi ở nhà và cái mẫu ghế công đại học này, đó chính là cái mẫu ghế gaming mình ngồi ở nhà nó có thể duỗi cái sải ở đây ra đó, nó có thêm một cái phần đỡ chân này nữa. Và mình có thể nằm ngửa ra gần như là nằm ngửa ngủ trên ghế luôn. Và mình cũng vài lần phải ngủ trên ghế đó rồi, nên là mình thấy rằng nó có một điểm hơn cái mẫu ghế này. Mẫu ghế này thì nó không có cái phần đỡ chân như vậy, vì vậy là chúng ta không thể ngủ trên cái mẫu ghế này được. Đó, thì đây là một điểm mà mình nghĩ rằng Epic One có thể cải thiện thêm. Đó. Nhưng mà cái điều đặc biệt nhất của mẫu ghế này thì nó nằm ở đâu? Nó chính đến từ cái việc thiết kế công thái học của nó. Với một chiếc ghế như này, ghế gaming bình thường á, thì chúng ta có thể nghiêng ngả này, có thể thay đổi một chút tay, ví dụ kéo ra kéo vào. Đó. Nhưng mà cái mẫu ghế này nó còn làm được nhiều hơn thế các bạn ạ. Ví dụ như cái tay này nhá, chúng ta ngoài việc kéo ra kéo vào này đó, thì chúng ta có thể đẩy vào, đẩy ra và xoay đó. Thì các bạn muốn ngồi kiểu này cũng được, tay của bạn khuỵu ra một tí thì nó vẫn hợp đấy. Nếu các bạn muốn kiểu tay nó đưa ra ngoài này một tí nó vẫn hợp. Có nghĩa là các bạn sẽ phù hợp nhất khi các bạn để tay vuông góc 90 độ so với người này, và các bạn ngồi lên bàn các bạn di chuột cực kỳ thoải mái luôn. Nói một chút về cái bàn thì mình sẽ đẩy cao lên một tí. Đó. Đây là cái bàn công thái học các bạn ạ. Các bạn có thể tùy chỉnh được cái độ cao của nó rất là linh hoạt. Đó, hơi này hơi cao một tí rồi. Đó, mình sẽ giảm xuống một chút để cho nó phù hợp hơn.
Và khi mình dùng chuột nhá, mình sẽ để như này. Đó, rất thoải mái đúng không? Tiếp theo, đó chính là phần tựa đầu. Tựa đầu là cái cực kỳ quan trọng, nó sẽ bảo vệ cho cái đốt sống cổ này, các bạn không bị mỏi quá nhiều. Mình bị đau vai gáy rồi, bởi vì trước đây mình không sử dụng một cái chiếc ghế gaming hay là ghế cung học nào nữa. Đó, thì mình đau vai gáy rồi nên là cái vai gáy, cái cổ của mình cực kỳ quan tâm. Đối với chiếc ghế này á thì nó có thể tùy chỉnh rất nhiều góc độ, như các bạn có thể đó, nghiêng ngửa như này để phù hợp này, hoặc là các bạn kéo lên kéo xuống như này đó, và kể cả đưa ra đó, đưa vào đó, tuyệt vời không. Thêm nữa là cái mặt lưng đệm đỡ cái phần đốt sống ở dưới này, cái cột sống ở dưới này đó, thì cũng có thể nâng hạ chiều cao được nhá. Ngoài ra có rất nhiều nữa, ví dụ ở đây chúng ta có một cái tay nắm ở đây, thì khi các bạn vặn đó, thì cái khả năng nghiêng ngả của nó sẽ cứng hơn hoặc là nó sẽ mềm hơn. Có nghĩa là khi các bạn siết càng chặt vào ấy, thì cái mâm ghế này nó sẽ càng chặt hơn, nặng hơn. Còn khi các bạn nhả gần dần ra thì cái mâm ghế này ấy, nó sẽ chặt hơn, nó sẽ lỏng hơn, các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh hơn. Thì cái này nó sẽ tùy thuộc theo lực của từng người. Ví dụ như là mình là một người nặng khoảng hơn 80 cân thì mình có cái khối lượng này cũng như là có cái sức khỏe nó tốt hơn rất nhiều so với những bạn nữ chẳng hạn, thì họ không muốn quá nặng thì các bạn có thể tùy chỉnh ở đây ngay dưới này. Ngoài ra thì tất nhiên rồi, nâng hạ chiều cao hay là các thứ gì nó rất là dễ rồi, cái mẫu ghế nào cũng có đúng không. Rồi tiếp theo sẽ nói đến cái bàn này đi, thì bàn nó phải đi với ghế nó mới đồng bộ đúng không. Đối với cái mẫu bàn nâng hạ chiều cao này của Epic One thì mình cũng khá là thích. Đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ có một cái kích thước nó rơi vào khoảng tầm 1m6 x 70. Đó, nếu mình đo không nhầm thì nó rơi vào khoảng tầm 1m6 x 70. Về chân đế của mẫu bàn này thì nó làm cực kỳ chắc chắn và nó làm hoàn toàn bằng kim loại luôn. Nó sẽ có 3 nấc. Ở đây nó sẽ có một bộ điều khiển. Đấy, như các bạn có thể thấy. Một bộ điều khiển này á thì nó sẽ có nâng hạ này và 3 cái preset đã cài đặt sẵn. Đó, 3 cái preset cài đặt sẵn. Và nó sẽ có cái nút mở ở đây để có thể tùy chỉnh lại khi các bạn cài đặt, các bạn nhớ. Ngoài ra thì mẫu bàn này cũng có ứng dụng đi kèm, nhưng mà thực tế sử dụng thì mình thấy nó không quá quan trọng ấy. Mình thường xuyên mất kết nối khi mà sử dụng cái ứng dụng đó, thì có lẽ là cái này thì bên hãng cần phải cải thiện nhiều hơn. Nhưng mà thực tế với cái bàn này nó cực kỳ đơn giản thôi, các bạn cũng chả cần phải đến ứng dụng làm gì, nó hơi màu mè một chút thôi, thì các bạn chỉ cần nâng hạ chiều cao, ví dụ mình để mức thấp nhất này đó, thì bàn nó sẽ đi xuống đó, 1, 2, 3 tùy các bạn thôi nhá, độ cao sẽ tùy do các bạn. Nó giống như kiểu là những mẫu xe sang như kiểu Mercedes ấy, thì các bạn ngồi vào các bạn bấm nhớ vị trí ghế thì nó sẽ tất cả các thứ nó thu vào, thì đây cũng như vậy. Ví dụ mình để mức 2 này đó, thì nó sẽ lên. Và những cái tốc độ nâng hạ của mẫu bàn này thì mình thấy rằng nó rất là cao, nó theo nhà thiết kế công bố là nó đạt khoảng 38mm/giây, nó nâng hạ khá là nhanh. Về độ dày của mẫu bàn này thì với cái mặt bàn này các bạn có thể tùy chọn được nhá, nó sẽ có một số tùy chọn để các bạn có thể tùy chọn. Nhưng mà về cái độ dày với cụ thể cái phiên bản này ở đây thì nó rơi vào khoảng tầm 2,5cm. Thì nếu bạn nào dùng cái arm mà gắn màn hình ấy thì các bạn sẽ thấy rằng cái này nó cực kỳ quan trọng. Cái bàn ở nhà của mình á, họ làm về kích thước chiều rộng chiều dài thì ok, nhưng mà về cái độ dày này thì không đạt. Vì vậy là mình đã phải kiếm thêm một cái thanh gỗ nữa để gắn vào cho nó dày lên, và khi đó thì cái arm nó mới đủ để bắt cái vít vào, nó sẽ dày khá là tương đối ấy, để các bạn có thể gắn arm được một cách rất là ok. Và thêm nữa là cái mẫu bản này thì nó cũng sẽ có cảm biến, ví dụ các bạn ở nhà có vật nuôi này hay là có trẻ nhỏ mà nghịch vào cái bàn này thì khi mà nó nâng hạ ấy, nó sẽ dùng cảm biến, nếu mà có vật cản thì nó sẽ lập tức dừng lại, và cái cảm biến này mình thấy cũng khá là nhạy. Về cái khối lượng chịu đựng của mẫu bàn này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 160kg. Vì vậy là mình nghĩ rằng với những cái góc làm việc đó, mà có bộ PC hay là có màn hình các thứ, kể cả con lớn một chút thì nó cũng không phải là vấn đề. 160kg tương đương với khoảng 2 người như mình cơ mà. Vì vậy là một thông số khá là tốt. Tuy nhiên có một điểm mà mình không thích trên cái phiên bản này, đó chính là cũng chính là từ cái mặt bàn này. Mình thì mình không thích cái kiểu gỗ nó nổi vân quá rõ này, mình thích kiểu nó hơi trẻ trung một tí, kiểu mặt đen hoàn toàn này hay là mặt trắng hoàn toàn thì mình thích, chứ còn mình không thích cái kiểu gỗ như này. Và mặc dù đây là gỗ ép và nhập khẩu từ Malaysia và chống ẩm luôn, tuy nhiên thì mình thấy rằng một số cái điểm nối ở đây thì nó cũng đã hơi bung rồi, có lẽ là những người sử dụng trước họ không giữ gìn cho lắm và khi đến tay mình thì nó thành ra thế này ấy. Tuy nhiên thì hãng cũng cho bạn có thể tùy chọn rất là nhiều, hoặc là các bạn sẽ chỉ cần mua chân thôi, các bạn sẽ chỉ mua chân rời thôi và các bạn gắn thêm cái mặt bàn phía trên này đi kèm với bộ máy ở dưới nữa là ok đúng không? Thì cái điều này nâng khả năng tùy biến của mọi người rất là nhiều, và chúng ta không nhất thiết là mua cái bàn này phải đi cái kèm theo cái mặt bàn này. Một điểm mình thấy rất là hay nữa trên cái mẫu bàn này đó, để đến bây giờ mình mới chia sẻ, đó chính là cái phần sạc không dây ở đây. Thì đây là chiếc iPhone của mình, khi mình đặt lên đó, nó đã sạc ngay lập tức.
Ngoài ra là chính cái vị trí này thì khi các bạn nhấn một cái lực nó tương đối mạnh một chút đấy. Đó, thì nó sẽ trồi lên một cái ổ điện như thế này. Và mình thấy ở đây có tới 3 cái ổ điện thông thường đó. Ổ điện 3 chấu bình thường. Và có thêm một cái cổng sạc USB này, USB Type-A mà. Và có thêm cả cổng USB Type-C nữa. Thì điều này rất là tuyệt vời dành cho một cái góc làm việc nó tối giản, nó đơn giản. Các bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều dây dợ. Các bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều những cái củ sạc không cần thiết mà các bạn cần sạc qua cái này là được. Ngoài ra ở phía trên này vẫn còn sạc không dây đó. Để lên sạc luôn. Cuối cùng là về độ chắc chắn thì sao? Thì theo một vài ngày mình sử dụng gần đây thì mình thấy rằng cái bàn này nó có độ chắc chắn ở mức khá là tốt. Với những cái tác động thông thường như mình gõ phím này hay là mình làm gì đó trên cái bàn này thì nó cũng không hề gặp phải hiện tượng gì nó rung lắc quá nhiều. Đây là rung lắc do cái màn hình ấy. Cái màn hình này nó, cái chân đế nó hơi bị rung lắc một tí. Đó, thì nó sẽ như thế này. Ngoài ra thì nếu các bạn từ hai phía đó, tác động vào thì nó cũng hơi rung một tí. Nhưng mà với trải nghiệm sử dụng bình thường của mình gõ phím khá mạnh thì mình thấy rằng nó không có vấn đề gì cả. Đó, thì các bạn cái điều này các bạn cũng không cần quá lo lắng nhá. Rồi và đó là trải nghiệm của mình về một bộ bàn ghế đến từ thương hiệu Epic One. Và đây đều là hai sản phẩm nó có thể đáp ứng được về cái mặt thiết kế công thái học. Về cái bàn này thì mình thấy rằng nó là một cái sản phẩm cần thiết ở thời điểm này. Chúng ta có thể dễ dàng tùy chỉnh độ cao này. Có thể các bạn muốn ngồi làm việc cũng được mà đứng làm việc cũng được. Còn cái ghế này thì nó phải nói rất tuyệt vời. Và nó đã thay đổi cái suy nghĩ của mình khi mà mình sử dụng một chiếc ghế gaming mà sang đến cái mẫu ghế này. Các bạn cảm thấy như thế nào về mẫu bàn ghế công thái học này? Và các bạn có muốn sở hữu một cái sản phẩm như thế này hay không? Các bạn comment ở phía bên dưới nhá. Mình là Chính Nhân, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam.